bốn câu: Tam châu hữu ngạn, lỵ nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua, dương gian mạnh thú trừ gian ác, lê thứ hậu lai khổ dữ a. Tam châu và lỵ nhỏ xa là gặp đất cái quý vị. Dạ, trước khi vào đề thì cho đồng đạo Vũ một tràng pháo tay luôn. Dạ, kính thưa tất cả quý cô bác và anh chị em, quý đồng đạo kính mến. Thì tiếp theo cái đề tài này được đồng đạo nêu lên bốn câu giảng của Đức Thầy. Tam châu hữu ngạn, lỵ nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua, dương gian mãnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Hỏi có bốn câu phải không? Vậy thì nguyên cái bài này tới tám câu đặng. Tần bang hậu hận tiên diêu động, Nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đô hội lưu gian quyết, dư đảng dọc ngang cấp ba ha. Hết cái bài này là tám câu, nhưng mà đồng đạo chỉ chiếc bốn câu đầu thôi. Thì thôi giờ bốn câu thì chúng ta bàn bốn câu. Tam châu hữu ngạn, lỵ nhỏ xa. Tam châu mà nếu nói ba châu nhỏ đó, tại vì ở trên vùng An Giang đó, tỉnh An Giang nó có ba châu: Châu Phú, Châu Đốc, Châu Giang. Ba cái châu này đó, đó là sau này cái mặt tiền dùng bảy núi mà khi đó mà dở tung ra cái lớp mặt đó, thì bắt đầu các nước 18 nước đó, 18 nước đi vô cái con đường này. Là con đường này đó là lộ văn giáo, là từ cái nghĩa là núi Sam Nhà Bàn đó chạy dài vô tới nghĩa là Lâm Viên Đổ Cấm. Tại vì đi vô trong ba cái châu này, đi vô cái con đường này thì gọi là Tam Châu. Tam Châu này là Tam Châu nhỏ, là Châu Giang, Châu Phú, Châu Đốc, ba châu này. Còn nói về châu lớn đó, ba châu lớn đó thì Châu Phi, Châu Á, Châu Âu. Ba cái châu này đó nó có một cái ranh giới, nó có cái dòng biển, nó có cái hữu ngạn đó. Hữu ngạn rất là lớn, tại vì cái hữu ngạn này đó là nó bao bọc sau này cái việc mà chiến tranh đó, thì nó cũng là nằm trong cái ba châu này nhiều hơn, còn mấy châu kia thì ít. Vậy thì ba châu này là đặt tập trung lại cái sự chiến tranh sau này, cái đời Tam Thế Chiến đó là sau này gọi là Tam Châu này. Châu Phi, Châu Âu, rồi Châu Á, ba cái châu này đó sau này đó là giặc giả chiến tranh dữ lắm. Nó có cái bờ hữu ngạn, có cái mé biển, thì sau này đó tập trung về đó để mà chiến tranh với nhau. Bây giờ trở lại với cái châu nhỏ, Châu Phú, Châu Giang, Châu Đốc, là ba châu này đó là cái tiền tuyến. Tiền tuyến này nó gọi là hữu ngạn. Quý vị biết là từ ở trên mà Châu Đốc mà đi xuống đó, Long Xuyên đó, thì ở bên tay mặt của mình đó, ở bên tay mặt của mình đó, chỗ đó cũng gọi là hữu ngạn nữa. Tại vì từ trên Châu Đốc mà chạy xuống tới Năng Gù đó, tại dài xuống nghĩa là Bình Mỹ thì cái nọ đó, cái đó gọi là hữu ngạn. Đó là cái trận tiền tuyến ở tại đó. Nhưng mà thầy nói là lỵ nhỏ xa. Lỵ nhỏ xa chứ lỵ là, chữ lỵ là gơi nước lệ đó, chứ lỵ là lệ, mà chữ lệ là gơi nước mắt. Mà nhỏ xa có nghĩa là gớt nước mắt. Vậy thì Tam Châu hữu ngạn, lỵ nhỏ xa là trong cái Tam Châu nhỏ đó, là tiền tuyến Châu Giang, Châu Phú, Châu Đốc đó, là sau này đó khổ sở dữ lắm. Cái mặt tiền tuyến nó giặc giả chiến tranh nó kéo gì đó. Hay hoặc là nói là châu lớn đó, ba châu đó là Phi Châu, là Châu Phi, rồi Châu Âu và Châu Á. Ba châu này đó sau này đó, cái tiền tuyến chỗ này đó là giặc đánh cũng rất là nhiều trong cái Tam Thế Chiến, thì gọi là lỵ nhỏ xa, chúng sanh khóc khổ sở dữ lắm. Rồi tới câu thứ hai: Thập bát chư bang động can qua. Thập bát là gì? Thập bát là 18 nước. Sau này đó là thập bát chư bang. Chư bang là các nước, mà động can qua là nó khởi lên cái sự chiến tranh giặc giả. Sau này đó nước lớn đến nước nhỏ, rồi nó thu phục nước mạnh, nó thu nước yếu, cuối cùng lại là còn 18 nước. Mà khi 18 nước đó đó thì nó tràn qua, có nghĩa là tại cái tiền tuyến của Việt Nam sau này đó, cái vùng bảy núi đó, thì chừng đó nghĩa là chúng sanh khổ sở lắm, giặc giả chúng sanh, nghĩa là chết chóc vô số. Cho nên chỗ này thầy nói trong cái bài mà Lỗ Trúc Cơ Quyền đó: Thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lỵ há khang, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Vậy thì chỗ này Đức Thầy cũng tiên tri nữa. Hoặc là cửu cửu y nhiên. Cửu cửu chứ cửu cửu là hai con số 9. Vậy thì hai số 9 cộng lại là 18. Cửu cửu y nhiên mà tình riêng tham báo. Có nghĩa là tham báo là tham cái vùng bảy núi đó, sau này nó ngọc ngà châu báo vậy đó. Dở ra hết lớp mặt là châu báo ngọc ngà nó lỗ ra, thì các nước nó kéo vô đó để mà nó giành, thì gọi là thập bát chư bang động can qua.
dương gian mãnh thú trừ tàn ác. Dương gian là cảnh đời này nè. Mà mãnh thú đó nó có hai nghĩa. Một, mãnh thú nghĩa là nói các nước lớn nó mạnh cũng như là con mãnh thú vậy đó. Các cái nước lớn nó đánh có nghĩa là nó đánh úp các nước nhỏ, nó giành xé các nước nhỏ. Cho nên chỗ này Đức Thầy nói trong cái bài Để Chân Đất Bắc đó, Thầy nói thế này. Thầy nói là hùng cường đua tranh, còn một cuộc chiếu manh giành xé, khắp hoàng cầu ó rẽ một nơi, dòm xem châu ngọc chiều mơi, sao đời không sớm tách rời cõi mê. Để đến diệt thảm thê thê thảm, mất phàm trần tường lãm bi ai, cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta gắng sức miệt mài giải phiên. Thơ với phú thành tiên dấn bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Đến chuyện đó thôi khổ lắm. Thì cho cảnh là được gắn mạnh thú, mạnh thú thì nghĩa biết là cảnh nước mạnh cũng như một mạnh thú lớn vậy đó. Nó úp lập úp bếp con thú nhỏ hết. Bây giờ mạnh thú thứ hai, mạnh thú thứ hai là nói tất cả các cái con vật ở trên rừng. Sau này đó, đến cái thời kỳ rồi đó, trời Phật dở ra hết trơn, thả nó ra hết. Ở trong núi Bà Đậu, núi Bà Tà Lơn, núi nghĩa là Tà Lơn và núi chung là ở trong các núi. Sau này nó thả hết trơn trời. Hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đông. Ai mà ăn ở nghênh ngang, đón đường nó bắt nó xé tan xác hồn. Vậy thì ở đây đó sau này nó dữ lắm cái gì ơi, không thể nào tưởng tượng được. Gọi là nó xuống nó sát phạt những cái người không tu không à. Người tu nó thấy cúi đầu, người không tu niệm nó nhầu nó ăn. Thôi chừng đó nghĩa là khổ sở dữ lắm. Phải không quý vị? Mãng xà núp ẩn gừng xanh, lội bơi ngũ khúc hoành hành gớm ghê. Kẻ bạo ác hồn mê bất tỉnh, dưới sông thì lễn nghển xấu to, dưới trên con hét con hò, lớp bay lớp chạy dài dò người hung. Rồi con chim két lúc đó đó, cái núi ông két đó sau khi máu nó thấm vào con đường đó, núi ông két tự nhiên hóa thành con chim két khổng lồ. Có nghĩa là mẹ đấy con kìa, trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào nó dùng dậy lớn đau bay khắp. Mẹ đấy con mỗi lần nó gấp ngàn muôn người vẫn được chứ thường, mỗi lần cánh nó quạt chương nhà cửa sập phố phường tan nát. Cái lỗi này còn dữ hơn nữa, nó gấp một cái ngàn muôn người, còn hơn con đông chèo nó chèo quốc với 500, nhưng mà con chim cát lại gấp cái 1.000 người quý vị. Ra sau này đó là dương gian mãnh thú trừ tàn ác. Trừ tàn ác chứ trừ là nó lỗi bỏ, mà tàn ác là những người hung dữ không có tu. Người nào mà hung dữ không tu thì trong lòng nó trừ hết, nghĩa là người nào không tu thì nó trừ bỏ, nó ăn thịt đâu có gì, chứ không phải giỡn đâu. Ngay bây giờ tới câu thứ tư. Lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Lê thứ là gì? Chữ lê thứ đó là chúng sanh, lê thứ là dân đen, là chỉ cho mình đây. Mà hậu lai chứ hậu là sau này, mà chữ lai là trở lại. Vậy thì lê thứ hậu lai là chúng sanh sau này khổ sở dữ lắm thì gọi là thiết tha. Lê thứ hậu lai khổ thiết tha, mà thiết tha là như dao, như cưa, như cắt gì đó, làm cho con người khó chịu dữ lắm, khổ sở không thể nào diễn tả được. Nước dưng nè, lửa cháy nè, đói khổ nè, hùm tha sóng bắt nè, năm chèo nổi dậy nè, chim két lên nổi nè, bệnh dịch nè, chết trong không kịp nè, giặc giả chiến tranh nè. Thôi nghĩa là tất cả các cái sự khổ nó dồn lại cái lúc đó, con người khổ sở không thể nào diễn tả được. Cho nên chính cái đó mà Đức Thầy mới viết qua cái đoạn là tam châu hữu ngạn lị nhỏ xa, thập bát chư ban động căn qua, dương gian mãnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha, là sau này đó chúng sanh không tu thì khổ dữ lắm, không thể nào thoát lọt được, chỉ có người tu mới là còn thôi. Thôi giờ đến đây xin tạm dừng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đây đồng đạo tính hỏi hai con giảng, muốn xem bốn chữ Long Châu bền gan sắt đá sòng nâu tu trì và nhà huynh ba giải chung và để tìm hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, thì được đồng đạo nêu lên trong hai câu giảng của Đức Thầy, muốn xem bốn chữ Long Châu bền gan sắt đá sòng nâu tu trì, tu hành mà mãi nan nghi, sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân. Vậy thì ở đây đó, bốn câu này, hai câu này nằm ở trong cái bài là Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi, không biết phải không biết. Dạ. Thì kính thưa toàn thể quý vị, bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi này Đức Thầy viết ngày 1 tháng 4 năm Canh Thìn. Thầy viết trước 11 ngày, ngày 1 tháng 4
viết cái bài này đó là 158 câu. Đến ngày 12 tháng 4 là 11 ngày sau thì người Pháp bắt đầu lưu cư Đức Thầy, lên Sa Đéc, rồi qua Sa Đéc xuống Cần Thơ, đi ra nhà thương chở quán xuống Bạc Liêu và trở về Sài Gòn. 5 năm trường như vậy đó không về Tổ Đình được. Đến năm 1945 Nhật đảo chánh Pháp thì Đức Thầy mới có cơ hội đi phía Nam 107 chỗ, lúc đó mới về thăm Tổ Đình được. Ra chỗ này đó, cái bài này Đức Thầy viết trước 11 ngày. Vì Phật là biết hết tất cả, nhưng mà tại vì hoàn cảnh càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông, đi tới đâu và Thầy truyền đạo cũng được hết, không có cái gì mà làm khó khăn Thầy được hết. Thôi bây giờ trở lại trong hai câu giảng này. Muốn xem bốn chữ Long Châu. Muốn xem là muốn nhìn, muốn coi, muốn gặp được cái đó thì gọi là muốn xem. Mà bốn chữ Long Châu, bốn chữ chứ phải chi hai chữ, thì mình dễ bàn hai chữ là Long Xuyên Châu Đốc, phải không? Tại vì Long Châu là Long Xuyên Châu Đốc, mà cái này Thầy nói là bốn chữ Long Châu. Vậy thì bốn chữ Long Châu này đó là Bửu, Sơn, Kỳ, Hương, trong bốn chữ này. Vậy thì nếu ai muốn xem được bốn chữ Bửu, Sơn, Kỳ, Hương này đó, thì cái nghĩa của bốn chữ Bửu, Sơn, Kỳ, Hương này đó, chữ Bửu là gì? Chữ Bửu là báu, là châu ngọc, là cái loại quý. Mà chữ Sơn đó là núi, mà chữ Kỳ đó là lạ, chữ Hương đó là thơm. Vậy thì Bửu, Sơn, Kỳ, Hương là sau này đó, ngọc ngà châu báu ở trong vùng bảy núi đó, nó bay mùi thơm lạ cả năm châu thế giới, ai cũng đều biết hết. Hay hoặc là Bửu, Sơn, Kỳ, Hương còn có phái nói rằng là cái máy phái nghĩa là của Phật Thầy Tây An. Tại vì phái của Phật Thầy Tây An đó là cái phái Bửu, Sơn, Kỳ, Hương. Vậy thì cái phái Bửu, Sơn, Kỳ, Hương đó sau này cái người nào mà tu chân chính đó thì được vô để mà coi hỏi. Nghe nói ngày xưa có cái ông Hương Sư Vàng, lúc đó ông chưa quy với Đức Thầy. Hôm nay ông Tư ơi, Phật Thầy ngày xưa đó, ai mà lại quy y đó, ông giao cho cái lòng phái đặng mà sau này vô dự hội. Còn ông đó, ông nói là ông Phật Thầy Tây An chuyển kiếp trở lại, mà ông không có giao lòng phái làm sao nữa vô dự hội ông Tư. Thầy nói, Thầy nghiêm nghị, Thầy nói ông Hương à, thời kỳ nào theo thời kỳ đấy. Vậy thì tôi bây giờ nó khác rồi. Hôm nay đó, nếu mà tôi giao lòng phái cho tín đồ tôi đặng vô này, sau này đã cầm vô dự hội đó, thì chẳng khác nào như tôi giết tín đồ tôi. Ông Hương nói, ủa sao kỳ vậy ông Tư? Nghĩa là giao lòng phái cho tín đồ, sau này cầm vô dự hội mà tại sao mà giết tín đồ? Thầy nói như thế này. Thầy nói nếu cái người mà tu đó, người ta cầm lòng phái, ta tu gần chết, ăn chay, niệm Phật, cúng lại, làm lành, tu cả đời, nhưng mà khi tới dự hội ta cầm lòng phái ta đi vô dự hội, thì những người ta không tu, ta hung dữ, ta đè đầu, ta giật hết trơn. Mấy người hung dữ ta vô hết trơn, còn mấy người hiền ở ngoài không vô được. Như vậy sao công bằng được? Cái lúc này Đức Thầy nói, tôi cho biết như gì mới là công bằng. Nếu mà phát lòng phái tín đồ đó là không công bằng. Vì cái người không tu ta giật cái chỗ hết trơn, còn cái người tu ở ngoài đâu được, làm đâu ra là người không. Nghe như vậy không công bằng, theo không công bằng. Nhưng mà tôi cho biết, khỏi cần lòng phái. Nếu người nào đi tới vô, đây là cái bậc tu chân chính, nhất định là chư thần tới dẫn kè vô liền, đưa vô dự hội. Hay hoặc là chừng đó đó, cho một người tấm giấy vàng, nếu mà nó hiện lên bốn chữ Bửu, Sơn, Kỳ, Hương trong tấm giấy vàng, đây là cái bậc tu chân chính, chư thần nắm dẫn vô dự hội. Còn tới đó mà nó nổi lên hai chữ Dầm Nao, nổi lên hai chữ nghĩa là Núi Bà Độ Ôm, thì xong đời của mình sẽ không còn trơn trọn, phải không quý vị? Thì ở đây đó, muốn xem bốn chữ Long Châu là muốn xem được cái vùng bảy núi đó. Vùng bảy núi sau này đó nó màu nhiệm, nó linh thiêng, dỡ cái lớp đá ra rồi trong đó nó có vàng bạc châu báu, trong đó có đền vua Minh Dương trong đó. Vậy thì muốn xem bốn chữ Long Châu là muốn coi gọc ngà châu báu, đền vua Minh Dương ở trong vùng bảy núi. Thì sao? Thì bền gan sắt đá, sòng nâu tu trì. Bền gan là gì quý vị? Bền gan có nghĩa ý nói là cái gan cho nó lì, cái gan cho nó cứng chắc, đừng cho nó thay đổi thì gọi là bền gan. Quý vị ơi, tu làm sao đó nghe, tu hoài, tu năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, tu 10 năm sau, 20 năm sau mà vẫn còn tu sân sẩn đó nghe, thì cái người đó gọi là bền gan sắt đá. Còn tu mà kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo, tu vậy thì không có sắt đá. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bầu chẳng có thiền tâm, thì tu như vậy cũng không được. Việc tu bá tánh nó bắn lùi như tôm, tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm phiên muốn giật nồi cơm của người.
tôm mà những con tôm thì nó bò tới nó chậm ghì, nó búng ra làm cái tẹt cái 2-3 thước sau quý vị. Tôm thì đi lên nó chậm ghì à, mà tụt xuống một cái làm cái ghét một cái là đụng đất luôn. Trèo lên thì nó khó lắm, lên núi nó nghỉ nó ngơi mà tụt xuống chẳng có ngơi đất nào hết. Tu lên ăn chay trần ai, cúng lễ trần ai, đi làm từ thiện trần ai, nó đi làm phước bắt phước thuốc nam này kia nọ, bố thí phóng sanh đủ thứ trơn trời, mà tụt xuống bỏ cái bỏ luôn cái một. Cái gì đó quý vị, ra chỗ này thầy nói đó, bền gan sắt đá, cái tâm của mình cũng như sắt như đá vậy đó, dứt phát là không thay đổi một miếng nào hết. Đức thầy nói kiên chinh mà chịu lúc nàng tai, dẫu có gian nan giả chớ này, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc thân hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng hoàng gom một mối, phàm trần diện kiếp kiến bồng lai. Như vậy đó tu mới có bản lĩnh mới được. Nhất định là chúng ta phải làm sao phải bền gan sắt đá. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, tu hoài không chán mỏi, bền hoài suốt cuộc đời một đạo đến ngày chung thân. Chừng nào cái thân này ngã chết thôi chứ dứt phát không bỏ tu. Như vậy mới có bản lĩnh. Vậy thì bền gan sắt đá mà sòng nâu tu trì. Sòng nâu là gì? Sòng nâu là cái màu già, cái màu mà bẩn áo già vô cúng đó vậy. Sòng nâu đó nói là cái màu đạo, ý nói là sòng nâu là cái đạo. Chúng ta tu hoài ở trong cái đạo, chúng ta dứt phát là bẩn một cái màu đạo, dứt phát không thay đổi. Tu hoài không chán mỏi, vì tu nó có lợi ích để cứu khổ mình. Nếu không tu chúng ta phải bị đọa xuống tam đầu ác đạo, mất cái thân người khó trở lại làm thân người gì lắm. Ra chỉ có cái tu là cái điều kiện quý báu. Thôi giờ trở lại hai câu giảng này. Muốn xem bốn chữ Long Châu, muốn xem được cái vùng bảy núi sau này nó linh thiêng màu nhiệm thế nào đó, thì nhất định chúng ta phải tu cho nó giỏi, tu cho nó bền gan sắt đá. Đợi một ngày kia nó là hò hẹn Phật tiên hiệp, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều vào mặt, ta mới thảnh thơi chở gót hài. Chắc ăn là chúng ta gặp thầy gặp Phật ở tại nghĩa là cái vùng bảy núi. Thôi giờ đến đây xin tạm dừng. Nam mô A Di Đà Phật.